Hello, xin chào anh em. Có lẽ nói về dòng Atsinger 150-219, thì nhiều anh em đã biết đến cái dòng phân khúc 150. Thứ nhất là về cái dáng kiểu dáng thì nó thon gọn, thì được anh em nhiều anh em ưa chuộng nhất. Nhất là các bạn trẻ thích đam mê dòng côn tay thể thao, thích đi phượt, thì hay chọn mẫu At 150. Thứ nhất là nó thon gọn, với thứ hai là dễ dàng sửa chữa nghe anh em ở dòng S5150 này thì cũng được giao hoa phối nhiều cái màu anh em thì hôm nay mình sẽ lên một cái màu đó là màu xanh riêu được phối là mâm màu vàng xanh độc chuối nha anh em mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái dòng xe này cho anh em tham khảo nha nói về dòng 150 thì 2023 này thì được uh, nhiều cái màu sơn với kiểu uh, tem đó, được thay đổi hoàn toàn mới để uh, thích hợp với uh, tất cả các anh em Hiện nay uh, về thích về cái màu sơn Nhiều cái màu sơn uh, Yamaha mới ra Thì uh, hồi trước đó, thì các mẫu xe trước thì không có Thì bây giờ Yam, hai đã cải tiến uh, về cái uh, bề ngoài Cho uh, thích hợp cho tất cả anh em thích những cái màu mà nổi độc nha em màu xanh riêu à, được phối là mẫu trên nó màu đen nhám thì cái màu sơn anh em nhìn sự tinh tế giữa cái màu sơn anh em màu sơn xanh riêu nhám à, mình quay sát vô cho anh em nhìn cái cái chắc sơn anh em thấy không được phối một cái được tông màu sơn à, quyền bí thứ nhất là mình nhìn cái ánh của cái dòng màu sơn này trong mà nó mà tối tối nhưng mà cái xe này nó sáng lắm nha nè anh em thấy không ốp đầu trước thì được phối cái cái mẫu trên màu đen nhám để nó làm nổi trội cái phần đầu của xinter 150 lên nha nè mình thích nhất ở mẫu xe xinter 150 thì được tích hợp cái đèn gọn uh, nguyên khối uh, và ốp đầu trên thôi nè có pha luôn nha nè được tích hợp có pha trong một cái khối pha đèn luôn nha phần mặt nạ của S150 này thì cũng được phối thêm hai cái tem uh, cho nổi bật ở phân khúc 150 khi mình chạy ở ngoài đường người ta nhìn ngang người ta sẽ nhận biết được uh, dòng S150. Anh em thấy không một cái tem S150 được phối 3D bắt mắt nha anh em. Với ở dòng S150 này thì đặc trưng là cái mặt nạ chữ V uh, đen uh, tạo điểm nhấn cho dòng uh, S150. Phần khúc anh em thấy ở cái uh, khối đèn sương mù của dòng năm 150 mình nhìn xa mình thấy y gan là hai cái uh, con mắt của một cái uh, xe nghe anh em. Nó được thiết kế một cái uh, uh, đèn nhỏ gọn chạy dọc hai bên mặt nạ để tạo niềm nhấn cho dòng năm 150 Thì ở dòng năm 150 này thì cũng được phối cái mâm là màu uh, xanh đực chuối cho nó sáng cái dàn chân lên nha em anh em thì cải tiến của dòng năm 150 này á, nhiều anh em à, không thích về cái phục trước hay qua g giảm sóc nó kêu cục cục thì ở với cái phân khúc 150 thì cũng được cải tiến phục à, dài hơn với hành trình phục nó dài hơn nó đỡ hơn ở dòng S26 đến 28 nghe nè anh, anh em nhìn cái bên yếm của dòng 150 mình thích nhất là cái điểm uống công hình hình công anh em được tạo cái điểm nhấn là một cái uh, sọc sọc chạy dài để cho khi mà xe mình chạy nóng lên đó thì gió khi mình chạy nóng lên gió nó lùa vô là mát nó sẽ đi theo mấy cái kẻ đó nó không có bay vô cái chân mình để nóng nha anh em với ở yếm này thì cũng được ối tem mà xin năm 150 nổi trội nha với điểm nhắn là cái chữ H chữ H màu xanh đực chuối mình nhìn tất cả các uh, màu từ trước đến sau là màu xanh riêu uh, tạo điểm nhấn là chữ H màu xanh đẹp chuối cho nó mới lạ cho nó tạo cảm giác lạ ở dòng phân khúc 150 anh em thấy cái tem tem được phối một cách thật uh, là tinh tế và quyền ảo anh em anh em thấy cái tem có đen có uh, trắng và có xanh chữ 150 nữa này không 3D mới lạ với ở chữ ốp sườn thì cũng phối đêm cái tên là 150 nhá yên thì góc yên thì tạo cảm giác uh, giữa người ngồi trước và người ngồi sau có cái điểm nhắn là cắt giữa để tạo cái góc cạnh cho người ngồi trước và người sau tách rời nó cảm giác nó nó, nó thoải mái nghe nè ở phân khúc 150 thì càng số là chỉ có móc trước thôi càng số trước thôi nghe nè anh em chạy là mình đạp tới rồi bắt đầu khi mình sử dụng thì móc số 2 số 3 số 4 thì mình sử dụng còn trả số thì mình cứ đạp tới nha anh em dàn chân của dòng mạch 150 thì đa phần là được phối màu đen nhám cho nó tạo cảm giác nó nó sạch nè ở dòng phân khúc 150 là trọng lượng xe là 117 kg dung tích bùng đốt là 149 cm 8 cm khối nha anh em thông số lớp sau là 100 120 70 17 lớp lớn lớp lớn ở Phan Cúc 150 thì đa số được trang bị lớp lớn cho anh em khi mình đi đường trường đó, nó bị bể bánh hả là mình đi đường những cái đoạn đường vắng đó, nó bể bánh mình có thể sử dụng được anh em mục đích của nhà sản xuất người ta là vậy ví dụ như mình có thể bể bánh dọc đường mà không có chỗ giá xe mình có thể là chạy gắn được đến cái điểm nào mà có giá xe nha anh em ở dòng phân khúc 150 thì mình thích nhất là cái mẫu đèn hậu anh em đèn hậu này được ốp gọn uh, với hai cái khung sườn anh em thấy không to gọn nếu mà ở phân khúc 150 này mà hai cái đèn xi nhan được tích hợp trong cái đèn hậu nữa thì ở dòng xe này thì nói chung là quá đỉnh anh em với cái dè dè sau mình thấy cái dè ghiên vậy đó anh em cực kỳ là chắc chắn luôn mình nhìn nó vừa mà chắc chắn với nó hay á đôi khi anh em không thích mẫu vè này anh em thấy gồm gà anh em thấy gắn, gắn về kiểu thì nó hay bị gãy còn cái vè này cực kỳ là chắc chắn nhưng mà mình nhìn kỹ là nó rất chi là đẹp nghe nè các chân sau là các chân bạc nha còn bình dầu trong để cho mình nhận biết được cái lượng dầu nghe nè phục sau thì cũng được trang bị là phục uh, lò xo so bạc bên đây là bộ phận nồi của dòng F150 thì ở dòng F150 là bơm nhất lọc nhất rồi nghe nè anh, anh em lọc nhất rồi cho anh em dễ dàng thay thế từ khi mình sử dụng mình muốn thay thì nó chỉ cần dặn ba ốc ra mình sẽ thay được cái lọc nhất thì lọc nhất này thì mình cũng khuyến cáo anh em chạy tầm khoảng 3 lần thay nhớt máy mình thay nó một lần anh em còn xe mới là lần đầu tiên anh em phải thay nhé ở phân khúc 150 này mức tiêu thụ nhiên liệu là 2.00 trên 100 km là một lít mình có thể chạy được 50 cây số nghe nè tùy quãng đường anh em sử dụng nha thì ổ phá của dòng hạt 150 là ổ phá dẹp truyền thống anh em tích là mở phá mở yên với phá cổ anh em với một cái nữa là phá từ anh em muốn phá từ anh em bấm lại Ủa. phá cổ anh em nhớ ở dòng ads à, tất cả các xe Yamaha nếu anh em muốn phá cổ phải vẽ cổ của bên trái rồi anh em mới phá được nha tại vì nó phá trực tiếp vô chấm ba luôn á mình phải bẻ về bên trái mình phá được còn ở đồng mặt đồng hồ của ad 50 thì được tích hợp là đồng hồ ecd với tất cả hệ thống đèn nằm trên à, từ báo lỗi à, xi nhan, pha, Uh, đèn báo nhiệt báo bình ắc quy anh em tất cả các hệ thống đèn đều báo cho công tắc bên phải là trinh dược có pha xi nhan còn bên đây là tắt máy thẳng cấp nút đỏ là tắt máy thẳng cấp khi anh em tắt là không có đề được nha anh em nhớ cái tình trạng đôi khi anh em quên mà mình tắt cái nút đó không mình không đề được á. cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình xin chào